Người nha, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn mọi người chỉnh màu của video VSO. Đầu tiên mọi người chọn video để muốn chỉnh, sau đấy họ chọn màu thích này, còn cái gạch này chỉnh này. Mọi người có thể tắt tiếng đi nha, tắt tiếng ở đây một lúc này, tắt luôn. Còn cái chỉnh quay chậm đấy mọi người ở đây, mọi người cho khúc quay chậm mọi người muốn lướt xuống đây, đấy chọn phần muốn đấy, đây nha. Đấy, còn ở đây thì nó kiểu theo kiểu giảm chậm hơn đấy, mình sẽ cho phần từng này nó kiểu chậm hơn ngày thôi. Đấy, phải tăng thêm. Đấy, ngoài ra nó có thanh chức năng chỉnh ánh sáng này. Đấy, chỉnh này như ảnh luôn đấy, nó chức năng HSL này, chỉnh chiết từng màu này, nó đỏ mạnh. Đấy, rất là xịn mọi người nha. Đấy, xong đây mọi người lưu vào được này. Đấy, vậy là xong ạ.